Thế để mẹ mình hỏi đang làm gì đấy mà con đang... Ủa, chim tinh rồi bôi bằng. Chindigi로 바르면 다 되는 줄 알아. 옛날 사람이라. Chồng mình là anh ấy mua đồ này với lại xi măng để làm cái chỗ đường xuống dưới kia cho mẹ mình ấy. Còn đây là mộ của ông. 구독자들이 자꾸 해달라고 해서. Đâu? 올라 봐. 생기게 좀. 아, kia. 내가 만들었어. 어, 이거 뭐지? Đâu, chồng mình anh nó khoe là lần trước anh mua 5 bao xi măng anh làm cái chỗ này này. À, nó cũng đỡ để đỡ trơn đấy, bên mẹ mình kéo đồ cho nó dễ. Chứ thỉnh thoảng lại vặt ớt các thứ này. Nhưng mà vẫn còn thiếu, mua 5 bao mà vẫn thiếu nhiều lắm. Cho nên là hôm nay lại mua thêm 4 bao nữa. Để làm tiếp cái chỗ này cho nó xong. Có nghĩa là chỉ cần một cái chỗ đường đi này thôi, chứ còn những cái chỗ đằng kia ấy thì không cần. Minju này mặc áo xanh lè như con sâu Minju. Đây có cái này khỏi. Mi cho đại mẹ đi. Đây đây này. Mọi người, Minju tóc Minju này hôm nay có cái này xinh chưa? À, mấy cái bạn học sinh là hay làm thế là thấy xinh xinh bảo là mẹ em mua cho con cái. Đây. Mẹ mình thì đang chuẩn bị đồ các thứ này. Hôm nay chắc là mình sẽ ăn ăn bữa trưa qua loa ở trên dãy. Tại vì mẹ mình là phải làm trồng trồng ớt này, sau đó kiểu còn tưới cây các thứ ấy. Mọi người bây giờ thời tiết nó quá là lạnh ấy, cho nên là đông ngốn bên chú nó bảo ngồi ở bên trong kia thì nó dầm với nó không có ánh nắng mặt trời, nó lạnh, cho nên là mình đã dán một cái bạt nho nhỏ cho hai anh em ngồi đây có cái ánh nắng mặt trời xuống. Xong rồi mình này với anh Su với mẹ mình đang ở dưới dãy để xem có cái việc gì không giúp bà đấy. Mỗi tuần là về được có 1-2 lần cho nên phải tranh thủ. Đó, gió này ù luôn. May quá trên xe có cái tấm bạt to đùng để mỗi lần đi chơi mình mang đi ấy, thế là dài ra cái chỗ mộ ông này này. Mà nỗi hai cái đứa này nó lại còn sợ mấy cái con côn trùng nữa cơ. Bốn xung quanh bây giờ vào mùa hè là bắt đầu lại cái chỗ này gọi là xanh bát ngát luôn. Mấy cái cây táo đỏ của mẹ mình trồng này mọi người ơi. Đó, tất cả là 3 cây. Trước đây là nó có mỗi cái cây to ở ngoài kia thôi, nhưng mà nhà mình kiểu mới ươm giống ở đây đây. Nó đã lên như này này. Mẹ mình bảo là chỉ tầm khoảng mùa thu năm nay là nó sẽ ra quả. Có điều năm đầu tiên thì nó sẽ ít thôi chứ không có nhiều ấy. Cũng nói chung là cũng đủ ăn. Tất cả là 3 cây. 1, 2, 3, 4 cái chỗ này thì nó bị chết một cây rồi này. Chồng mình thì đang chăm chỉ xuống hậu bà. Thế chú trái khất này hộp à? Ừ, ở đây. Ừ. Bây giờ mình thử đi xuống cái chỗ này này. Đó, chồng mình anh làm 3 hôm trước. Lúc anh về anh lấy đồ nghề, thế là anh tiện anh làm luôn. Không có cần làm nhiều, tại vì cái chỗ này mình nhiều khi mình phải đốt các thứ ấy. Chỉ cần mỗi cái đường đi này thôi. Mỗi lần xuống là thấy mẹ mình cứ như kiểu ngã ấy. Còn đây là vườn rau. Mẹ mình ở ngoài anh kia này. Nè, bà mà nó ớt lớn chứ. Cứ đấy, đá đi chua rồi có được gì rồi. À, cứ đấy. Hôm nay mẹ mình lại cho dinh dưỡng để cho nó nhanh lớn chứ thời tiết nó lạnh sợ nó chết đấy. Thực ra là mình thấy nhiều nhà là người ta chưa có chồng đâu, tại vì thời tiết nó vẫn còn lạnh ấy. Nhưng mà mẹ mình là nóng ruột cái tính kiểu bà vội vội vàng vàng ấy. Cho nên là bà chồng sớm. Quả thì cũng ra rồi này, trời ơi, nó bé tí. Nó mới được có gang tay chứ bao nhiêu 20 phân mà nó đã ra quả rồi. Nhanh nhỉ. Mua cái loại người ta ươm trước rồi thì nó nhanh. Năm nay tất cả là 4 hàng nha mọi người. 1, 2, 3, 4 ở dưới kia nữa. Lạc và mẹ mình cũng trồng ở chỗ này luôn, chứ không có trồng ở cái chỗ đất trước nữa rồi. Còn đây là những cái loại hoa, hoa cảnh. Đây, ớt của mẹ mình đây. Úi dồi, hoa kìa mọi người ơi. Ui, bé tí tí đã ra hoa ngay nhỉ. À, chẳng mấy mà lại được hái. Chắc chỉ tầm tháng 2 tháng là lại được thu hoạch rồi mọi người ơi. Nhanh chưa?
một nói là một hàng nhưng mà mỗi hàng dài lắm, đến tí chung này kia chắc phải mấy chục mét á. Còn kia là những cái loại rau lạc mẹ mình trồng, mình đến để mình quay cho mọi người xem nhé. Gừng này, gừng là mẹ mình trồng một cái miếng nhỏ nhỏ, nói chung là để gia đình ăn thôi chứ không có bán. Đấy, còn đây là lạc. Nhanh chưa, đã được trồng lạc rồi. Năm nay thì cũng không có trồng nhiều. Cái chỗ lạc này thì mọi năm là mẹ mình trồng ở cái chỗ cái miếng đất ở bên kia cơ, trồng rất là nhiều luôn. Tại vì cái lạc đấy thì bán được mọi người, tại vì những cái người mà người ta đã ăn thử cái lạc nhà mình ấy, năm sau là người ta đã đặt trước rồi cho nên là trồng. Nhưng mà năm nay là không, cái đất đấy là cho người ta thuê người ta trồng, còn mẹ mình chỉ trồng khoảng 6 rãnh này, cái chỗ này để gia đình nhà mình ăn thôi đó. Cô này, chú này với lại nhà mình với lại mẹ mình thôi. Chứ không có bán nữa rồi. Rồi năm ngoái bán được thì như động về đến mình buôn tiền lạc luôn á. Kiểu tiếc đất mọi người, tiếc đất. Chứ thực ra bán cái này có được bao nhiêu đâu. Mà cái lúc thu hoạch lạc cái là cái vào cái lúc mà thời tiết nó rất là nắng nóng. Vất vả lắm. Đấy. Chỉ tầm khoảng tháng, 2 tháng nữa là mọi người đến đây là mọi người đủ thấy đủ các loại cây luôn. Có điều bây giờ thời tiết lạnh thì chưa có dám trồng nhiều, sợ nó chết này. Hôm nào mà đến phiên chợ đấy thì mình sẽ đi mua dưa vàng này với lại dưa hấu. Tại vì mấy lần trước mẹ mình dặn rồi, hôm nào đi chợ là mua cho bà. Bà dặn này bà đau chân, bà không có đi được. Thức ăn các thứ thì toàn là mình mua về đây. Hôm nay là mình có mua xương này, mua sữa này. Nói chung là mua nhiều loại lắm, nước nữa các thứ là mua hết một lần cho bà. Đợi hôm nào có phiên chợ mình đi mình mua khoảng tầm 2 cây dưa hấu là được. Trồng vào, năm ngoái trồng dưa vàng này. Nói chung là ai xem kênh của mình nhớ năm ngoái rất là nhiều luôn. Năm nay là chắc là cũng thế đấy, cả cà chua nữa mà. Ồ, ở đây mẹ mình đang tưới nước này. Cái hệ thống tưới nước như này này. Đây này mọi người, cái hệ thống tưới nước của mẹ mình này. Cái chỗ này thì không có trồng cái gì, chỉ có mấy cây khoai tây này, cho nên là mẹ mình mới để cái lỗ nó to như thế này chứ nó không phun. Đấy, chỗ này là toàn cái khoai tây đấy. Còn sang bên đây thì mới gọi là ớt. Đây, cái hệ thống tưới nước như này này. Đó, mình cứ bật tự động thôi, xong rồi nó phun tí tí như thế này, tầm khoảng tầm 2 tiếng. 2 tiếng là mình sẽ tắt đi. Đó. Ui, cây này đang ra hoa này. Đấy, tất cả là 2 dòng, nước nó cứ phun phun như thế kia kìa. Đi đến đây thì sẽ gặp một hàng khoai tây của mẹ mình. Đó, mới trồng được khoảng hơn 1 tháng rồi. Xanh lắm mà không có khoai tây nó lại nhanh lên nha mọi người. Vừa trồng ở chỗ này một hàng này, với lại trồng cả cái chỗ trồng tỏi nữa cũng một hàng luôn. Cây nào cái đêm mập ơi mập luôn. Bên chủ toàn đi ngồi bắt muỗi bắt ruồi thôi. Chồng mình anh sẽ bảo nó đổ bê tông ở cái chỗ này này. Tại vì thỉnh thoảng mẹ mình rửa ớt các thứ ấy. Nháo như thế này. Trộn xi măng này với cát vào với nhau, sau đó mình cái nồi huyền thoại của chồng mình là phá hết đi rồi. Xi măng. Bây giờ mình chuẩn bị ăn cơm mọi người ơi. Mẹ mình có mang cơm gạo nếp này, nấu với lại đỗ các thứ lên trên đây. Ăn xong rồi thắp nhá. Để Hana thời à? Hana thắp cái gì? Ôi giời, cơm gạo nếp ngon lắm mọi người ơi. Mẹ mình mới mua được một bao gạo, tại vì nhà mình không có làm gạo ấy. Đó, di chuyển đây xong cả nhà mình ăn. Ăn qua loa xong mẹ mình
lại có việc đi đâu ấy cơ, hôm nay không có về nhà. À, rất là thơm ngon luôn. Không ngon à? Không ngon. Đây. Đây là kim chi mẹ mới làm này, làm từ cái cải thảo non đấy nhà mình trồng ấy. Còn đây là hình ảnh của hai đứa nhà mình. Hai đứa nhà này nói cực kỳ ghét đỗ, mình cũng ghét mọi người. Cho nên là nó nhường hết đỗ cho bà. Nếu mà ở nhà mình nấu thì mình không có cho đỗ vào đâu, tại vì có ăn đâu. Ăn đỗ nóng ở cổ. Còn đây là khoai tây, mẹ mình cũng xào xong mang đây này. Bảo là nếu mà làm cái gì thì ăn qua loa xong rồi về cũng được. Chỉ cần có cơm nếp với lại cái lá kim kia là mình ăn được rồi. Nhưng mà mẹ mình lại cứ làm ra đấy, khổ chưa. Vất vả, mình mua sữa cho bà này. Mua nguyên 12 hộp sữa như này. Để thỉnh thoảng lên dãy ăn cho đỡ mệt đấy. Thời tiết giờ nó cũng kiểu nóng mà. Lá kim.이게 당 거 안 잡혀지 먹어봐 이게 무슨 전이야? 그게 이제 거의 까지 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 까지래 특이하다 맛있다 자 이게 뭐 들어가? 응 좋아 김치 Để mua cái loại nó tiện, tại vì người ta cắt sẵn rồi đấy. Ừ, xin chào. Vì cái thuốc này nhạc tạ như tôi cái này. Bộ mà xin nhờ ông ma. Ông ma làm bếp cân rồi đấy. Ông bảo quá. Ừ. Kim chi cái ngọt mà cay quá. Được, anh. Ừ, anh ít chúng tôi bán được mà. Anh cứ đúng bao nhiêu. Bà cô tôi. Mấy con có chú ơi. Ừ. Bạch bạch. Sao? Chồng bánh tiệm ở mẹ mình không thích con trai sao cho nguyên một cái cục cháy. Ừ. Này có. Có chưa? Cho con dâu cơm này cơm mềm ngon cho con trai cơm cháy. Cái này là cái chú ăn được. Cái chưa xin bắt rồi mà. Không, hết cho cơm nhà bà cô đồng. À. Tao hỏi mẹ mình là chồng tôi bao giờ mà đã có cái thảo rồi. Và mà mới chồng nó có tầm hơn tháng đã lên này. Cay thế mà ngon. Sao các con làm mà hình tư được thịt quá. Ừ, phải mua không? Ừ. Mua đi răng. Đi có sát rồi ạ. Ai sư cái gì mà đã ôm mà gặp. Ý nà bên giờ. Đi có thể mua gọi ạ. Chúng chỉ phí như là chúng ta mong là những 아니 누르면 다음에 같이 또 이게 상추지 엄마? 아니요 배추 엇갈이 엇갈이? 옮겨놓고? 보여줘 콩고리가 치를 맛나게 먹는구만 또 이런 건 안 먹나? 애들이 잘 먹은 게 이쁘구만. 물 엄마. 먹고 먹어야지. 어. 넘어져. 손 덮어. 이제 애들 밥 먹으려면 머리 써야 돼. 지금 조금 남아갖고, 여기 갖고 오면. 네. 조금 더 있지. 할리 건데도 안 가져가고. 네. 들어. 뭐 kim chi bà làm ở nhà rồi đấy. Ừ. Ký tạt qua xong lấy. Để đấy không ai ăn. Ừ. Mới tối tới ra bút chân này đi. À, mới ạ. Đây là cái tủ lạnh này mọi người ơi. Mình vừa mới lau sạch sẽ đó, tại vì cả năm trời mình không có sử dụng ấy, cho nên là nó bên này ở đồng nữa cho nên nó cũng bẩn. Mua cho bà ba cái kem luôn. Còn đây là xương để mẹ mình mang về nấu canh. Nhưng bây giờ mẹ mình chưa có về. Đây là tủ lạnh các thứ chẳng có gì.
nước này. Còn đây là sữa, sữa chuối, vậy gia vị các thứ. Đó, thỉnh thoảng lên dãy ăn cho đỡ mệt. Sau khi ăn cơm xong thì bây giờ mình lại chuẩn bị về này, cho Minh Chu đi học nhảy. Tại vì sắp sửa đến ngày lễ thiếu nhi ấy, ở lớp nhảy Minh Chu đang tổ chức cái chương trình văn nghệ gì đó. Thế là phải đi thực tập, cho nên là phải đến trường luyện tập vào ngày thứ bảy. Còn chồng mình mỗi lần về đây là toán đi tìm đồ dọn đi, mà nhiều lắm, kiểu là làm nông nghiệp đó mọi người. Vứt đi thì tiếc, lúc mình cần thì không có, cho nên là mẹ mình cứ tiếc ấy. Bữa nãy đổ thêm cái chỗ này nữa này, để sau này rửa ớt cho nó tiện, cho nó nhàn. Còn Đông Quân với Minh Chu là bây giờ đang ngồi trong xe. Tại vì cái chỗ này nó nhiều muỗi mọi người, ruồi với lại cầu các con côn trùng ấy, nó sợ. Tính là không ăn cơm về ngay, nhưng mà mẹ mình cứ bắt là phải ăn cơm. Ăn một tí cũng được, thế là bà nấu gạo nếp, ăn xong kiểu bị nóng cổ rồi. Thế là có ai nhà mình không xong mà hay bị nóng cổ thế không biết. Mát chưa? Bây giờ mới để ý là mẹ mình đã trồng khoai lang ở đây rồi mọi người, ba luống rồi. Cũng giống như năm ngoái, có mỗi cái tí đất ở ngoài lề đường này mà mẹ mình đã trồng rồi. Trồng bây giờ là đến mùa hè là mình thu hoạch đó. Bây giờ mẹ mình về nè mọi người ơi. Ăn cơm xong rồi đua. Ô ma khá xe. Trời ơi bao nhiêu ngày tháng mới thấy mẹ mình lái xe. Ô đây ma này ô vào ùn chưa? Ăn nó mới về vào vườn nè. Chưa. Áo kia đang sắp chưa ăn gà chứ cả. À để. Bà có mang rau về không? Bà con chỉ lấy kim chi thôi. Vâng. Ok nè bà. Khá xe ông ma. À, bà lái xe giỏi chưa? Chồng mình còn không có dám lái cái kia cơ. Mình cũng sợ lắm, năm ngoái tập một lần rồi nhưng mà cứ hãi đấy. Được cái nó có cái bốn bánh, nó cũng không có sợ bị đổ đâu, nhưng mà mình không quen. Mẹ mình siêu đó, mấy bác trong làng toàn hay là lái bằng cái xe đấy rồi.